Trong tuần vừa qua thì dư luận đặc biệt quan tâm đến sự kiện hàng chục nghìn người xếp hàng trong nhiều ngày để có cơ hội nộp hồ sơ thi vào Cục Thuế Hà Nội. Cũng tương tự thì trong thời gian đó thì hàng nghìn người đã xếp hàng trước cổng Cục Thuế thành phố Hải Phòng hay là Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao các cơ quan nhà nước lại có sức hút lớn như vậy đối với những cử nhân, sau khi mà trong lâu nay thì chúng ta vẫn nói rằng là lương công chức thì vẫn rất quá thấp và không đủ sống, và liệu rằng sẽ có bao nhiêu người vượt qua kỳ thi này bằng chính năng lực và khả năng của mình? Và để cùng tìm hiểu vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, một trong những người đã từng có nhiều năm kinh nghiệm tham gia các hội đồng thi tuyển công chức. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của kênh VTC14. Và trước khi đến với phần trao đổi thì xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh và những điểm qua một số con số đáng chú ý sau đây. Từ ngày 11 tháng 8 đến 15 tháng 8, ngày nào cũng có hàng nghìn thí sinh từ khắp nơi đã tập trung trước trụ sở Cục Thuế Hà Nội để chờ nộp hồ sơ thi tuyển công chức. Lượng thí sinh đông khiến cơ quan này phải lập hàng rào, phân thành nhiều làn để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều thí sinh đã phải đợi cả một ngày mà vẫn không thể kịp để nộp được hồ sơ. Sau gần 5 ngày thu hồ sơ, số liệu sơ bộ cho thấy có khoảng 9.000 hồ sơ nộp vào Cục Thuế Hà Nội, tăng gấp rưỡi so với những năm trước, trong khi số chỉ tiêu là 340. Như vậy, tỷ lệ trúng tuyển là 1 chọi 26. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Hải Phòng khi hàng nghìn người chen lấn chờ đợi trong suốt 3 ngày để được nộp hồ sơ xin vào ngành thuế. Chỉ tiêu tuyển công chức của Cục Thuế Hải Phòng năm 2014 là 90, nhưng sau gần 4 ngày đã tiếp nhận gần 1.000 hồ sơ. Theo Tổng cục Thuế, sau khi được xét tuyển hồ sơ theo những tiêu chí đã được công khai, thí sinh dự thi vào các cục thuế sẽ phải trải qua 4 môn với 5 bài thi gồm kiến thức chung, thi viết, nghiệp vụ chuyên ngành, thi viết và trắc nghiệm, ngoại ngữ, thi viết và tin học văn phòng. Vâng, thưa ông, những hình ảnh vừa rồi thì khiến tôi liên tưởng thế này ạ. Những người xếp hàng đông đảo như vậy có lẽ chỉ thua những cái fan của K-pop xếp hàng tại sân bay hay tại sân vận động mỗi lần các ngôi sao Hàn Quốc đến Việt Nam biểu diễn, đúng không ạ? Ông có thể lý giải là tại sao lại có đông người xếp hàng nộp hồ sơ để thi vào ngành này như vậy? Nó chỉ xảy ra ở những cái ngành có độ nóng như là thuế hay quản lý thị trường, hay xảy ra ở tất cả những cái ngành công chức khác? Tôi thì cho rằng nó có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất ấy, là chúng ta hiện nay nó đang quá tải về cái nhu cầu. Tức là cái thứ nhất là cái quan hệ giữa cái nhu cầu lao động của người mà người ta đến cái giai đoạn, đến cái tuổi người ta cần phải lao động. Ví dụ như là trong trường hợp này là các em nó tốt nghiệp đại học. Vừa tốt nghiệp xong. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái khả năng mà đáp ứng được cái nhu cầu đó nó quá thấp. Tôi nói ví dụ như là người ta cần tuyển có 5 vị trí thôi, nhưng mà có đến thậm chí đến hàng trăm người tham gia vào đó, thì nó quá tải ở cái chỗ là giữa cái nhu cầu và cái vị trí đáp ứng cái nhu cầu đó, nó chênh lệch quá nhiều. Thì tôi cho rằng đây không phải là cái ngành thuế đâu. Nếu tôi giả sử rằng nay mai có thi sư phạm, rồi là các cái lĩnh vực khác, môi trường với các loại, thì tôi nghĩ rằng cái tình trạng này nó cũng sẽ xảy ra. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tôi nghĩ rằng là trong thi cử mà một số các cái ứng viên ấy, thì người ta cũng chọn một số những cái ngành mà mình nói nôm na nó gọi là hút khách hàng. Đấy. Thì tôi cho rằng là ngành, tôi nghe nói là vừa rồi là tổ chức thi cho ngành thuế là một, và ngành hải quan là hai. Thế thì tôi cho đây là những cái lĩnh vực mà nó nhạy cảm, người ta thích vào. Ông khẳng định rằng là người ta thích vào. Vâng, ông khẳng định là không chỉ ở những ngành nóng mà ở nhiều cái lĩnh vực khác, cái sức hút của cái vị trí công chức luôn luôn cao. Nó có thể khẳng định là hôm vừa rồi thì có thông tin là thành phố Hà Nội sẽ tiến hành rà soát lại những cái vị trí lao động hợp đồng, và con số đưa ra là khoảng hàng chục nghìn người, trong đó không ít ít người là sẵn sàng chấp nhận một cái mức lương rất thấp, khoảng hơn 1 triệu đồng, sống ở thủ đô chấp nhận mức lương hơn 1 triệu đồng. Vì sao người ta lại chấp nhận một cái mức lương như thế trong một thời gian rất là dài để ngồi ở vị trí công chức như vậy? Tôi cho rằng những cái hợp đồng ở đây thì cũng do cái luật pháp về sử dụng nhân lực của mình trong một số cơ quan ấy, nó hơi lỏng lẻo. Tôi nói ví dụ như này, người ta có 10 người thì người ta đang thiếu. Thế thì thiếu độ 1-2 người thôi. Thế nhưng mà có những nơi là có 10 biên chế mà hợp đồng đến 20 người chẳng hạn. Tôi nói ví dụ như ở Bắc Ninh vừa rồi là cái tình trạng hợp đồng trong giáo viên chẳng hạn. Tại sao lại được phép hợp đồng làm nhiều như vậy? Thế thì cái này nó có một cái sự bất hợp lý. Thế còn một cái nữa, như anh nói vừa rồi là
có một số những cái lao động trẻ họ muốn là bám trụ lại ở thủ đô, vâng, mà họ có thể là chưa cần cái mức lương cao, thì tôi cho rằng đây là cái chuyện hoàn toàn có. Tôi nói ví dụ là đa số các cái gia đình cán bộ hiện nay ở các trung tâm thành phố thì các vị cũng chỉ có một hai con thôi, thì cũng mong rằng là con cái mình trước sau cũng sẽ có một cái việc làm, còn việc làm nó lương cao hay không thì đấy là lại là cái chuyện khác. Thì tôi cho rằng đấy là người ta muốn giữ để được cái an toàn cho con cái, là cái chuyện có, thì cái nhu cầu việc làm và một cái việc làm nó đảm bảo tính ổn định lâu dài. Thế còn một cái khác nữa thì tôi cho là cũng có, là một cái tôi nghĩ có lẽ là một bộ phận nhỏ thôi, người ta nghĩ như thế này: thà rằng chờ đợi vào một cái ngành A nào đó nhưng có thu nhập cao thì còn hơn là vào ngay cái chỗ mà không có thu nhập cao. Thì tôi cho cái bộ phận này có. Vâng vâng, tôi băn khoăn đấy ạ. À, chúng ta vẫn nói lương công chức thì hệ số rất là thấp rồi, không đủ sống, nhưng ông vừa nói là thà rằng chờ đợi một vị trí lương cao. Nó có nghịch lý không? Có mâu thuẫn không? Tôi nghĩ nó không có gì mâu thuẫn cả. Thậm chí bây giờ mà cái xã hội nó cũng có thể nói nó cũng có cái tiêu cực nữa. Vâng. Thì người ta cho rằng là vào cái chỗ đó nó sẽ có những cái thêm được đồng ra đồng vào, thì nó hơn cái chỗ mà không có cái cơ hội gì cả, mà chỉ có lương và cọc vào đồng. Vâng, quay trở lại quay trở lại với cái câu chuyện về hàng chục nghìn người nộp hồ sơ thi vào ngành thuế, sẽ không có gì đáng để bàn nếu mà tất cả những người này tham gia một kỳ thi minh bạch và công bằng và có được vị trí đó bằng chính năng lực và thực lực của mình. Nhưng mà câu chuyện gần đây nhất xảy ra tại Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, khi mà cái vụ bê bối này lộ ra, khi mà đề thi bị lộ từ trước đó, giúp cho một vài con em của lãnh đạo của cục này đã trúng tuyển, và gần đây nhất thì Bộ Công Thương đã phải xử lý bằng cách là hủy cái kết quả này và kỷ luật một số cán bộ. Thì theo ông thì chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái kỳ thi công chức hiện nay không? Tôi thì tôi nghĩ nếu gọi là 100% thì có thể tin tưởng được khoảng 50%. Còn hầu hết là nó cũng có cái chuyện. Nó thật với anh là như thế. Cái hôm mà thi ở Bộ Công Thương này thì trước khi có cái kết quả hủy, tôi có nhận được một cái cú điện thoại của một chị ở Đài Phát Thanh có trao đổi với tôi là theo quan điểm của tôi là như thế nào. Thì tôi cho rằng là những cái kỳ thi như vậy thì tốt nhất là phải hủy cái kết quả đó đi thôi. Ông nói rằng là chỉ khoảng 50% có thể tin cậy được, phải chăng chúng ta cứ chấp nhận cái thực trạng này mà? Tôi nghĩ nếu thi cử kiểu này thì thực trạng nó sẽ vẫn như vậy thôi. Mà tôi cũng đã nhiều người hỏi tôi về cái chuyện thi cử, mà tôi cho rằng là thi cử kiểu này thì tình trạng nó sẽ vẫn là như thế. Với cách thức tổ chức thi của chúng ta hiện nay. Tôi nói ví dụ này, hội đồng thi nào cũng thế, là những ông là vụ trưởng nọ vụ trưởng kia rất là quan trọng, thế nhưng vẫn nhiều người cơ quan đó cả. Thế bây giờ một cái tâm lý là những người trong cơ quan muốn đưa con em mình vào thì lại cái hội đồng thi đó, thì tôi bảo đảm là gọi là tính khách quan hết sức khó khăn. Vâng, hiện nay thì tình trạng những cái tiêu cực, ví dụ như là chúng ta vẫn nói là con ông cháu cha hay là chạy trọt trong thi tuyển công chức viên chức thì đã được nhắc đến rất là nhiều rồi. Thậm chí người ta còn tổng kết được ra một cái câu như thế này, tôi xin được trích lại, đó là thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ, và còn đại học thì mặc kệ. Vậy thì theo ông làm cách nào để chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng mà ông nói là vẫn cứ xảy ra như vậy? Tôi nghĩ đây nó là một cái tâm lý xã hội chung, mà không phải là người cán bộ càng lên cao thì cái tâm lý nó càng hết đâu. Thế nhưng có một điều là nếu anh tổ chức được những cái kỳ thi khách quan thì chuyện này nó sẽ không xảy ra. Mà tôi đã nói rất nhiều về cái chuyện kỳ thi khách quan. Tôi nói ví dụ như này, anh có độ một cái nội dung thi nào đó độ 100 câu hỏi mở cho tất cả các thí sinh, người ta có thể đọc, chẳng làm gì phải giấu giếm, thậm chí là 200 câu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thi phỏng vấn. Phỏng vấn thì phải là phỏng vấn mở. Và những cái câu phỏng vấn đó là kết quả phải được đăng trên mạng, cho ai cũng biết là người này trả lời là như thế nào. Đấy, ví dụ như vậy. Thế rồi là cái chuyện các cái phòng thi, các cái nơi thi, rồi người ra đề, nó hoàn toàn có thể khách quan được. Nhưng mà hình như là nếu mà khách quan ấy thì người ta cho rằng là cái cơ hội để mà giúp người này người khác nó khó. Cho nên là hình như tôi cho rằng là trong những khách quan này nó có độ mấy chục phần trăm là khách quan hình thức, chứ không phải khách quan thực sự. Theo khẳng định của ông như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể làm được, đó là hoàn chúng ta toàn phải có sự minh bạch, có sự khách quan. Quan trọng là những người ở trong cuộc, những người đứng đầu họ có quyết tâm làm điều đó hay không. Đúng như và thế. Như ông nói là cũng rất là khó, mà ngay cả khách quan thì nó cũng tồn tại những khách quan mang tính hình thức, đúng không ạ?
Vâng, xin rất là cảm ơn ông về những trao đổi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, lương công chức thấp nhưng cuộc sống của nhiều cán bộ công chức lại rất thoải mái và thậm chí là không ít người trong số đó rất là giàu có. Có lẽ những nghịch lý này thì ai cũng thấy, ai cũng biết và người dân thì không phải ai cũng chấp nhận. Và nếu muốn tuyển được những công bộc của dân, những người vừa có trình độ, có trí tuệ, vừa có khát khao phục vụ người dân thì trước hết cách đào tạo tuyển dụng cán bộ công chức của chúng ta cần phải làm công khai và minh bạch như cách đề nghị của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khiển vừa rồi. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó là thời lượng của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay.